Chào mừng các em trở lại với kênh YouTube của thầy Lê Minh Đức GSP. Lời đầu tiên, thầy chúc các em luôn gặp nhiều may mắn, sức khỏe và có nhiều niềm vui trong cuộc sống và trong học tập. Đây là kênh học miễn phí luôn hướng tới các giá trị của phương pháp giáo dục hiện đại nhằm hỗ trợ giúp đỡ các em học giỏi môn toán từ lớp 6 đến lớp 12. Hôm nay thầy dạy bài số 3 thứ tự trong tập hợp các số nguyên. Sau khi học xong bài này, thầy sẽ giúp các em nắm vững, so sánh được các số nguyên, biết tính giá trị tuyệt đối của một số và vận dụng vào giải toán. Hôm nay thầy dạy bài số 3, thứ tự trong tập hợp các số nguyên. Thứ tự trong tập hợp các số nguyên có nghĩa là chúng ta đi so sánh hai số nguyên, số nào lớn hơn và số nào bé hơn. Mục 1 nhỏ là so sánh hai số tự nhiên với hai số tự nhiên bất kỳ, thì chúng ta đã biết rằng chúng có mối quan hệ là số này lớn hơn số kia. Chẳng hạn như số 1 thì đứng sau số 1 là số 2, số 3, số 4 vân vân, thì những số đứng đằng sau số 1 thì lớn hơn số 1, còn những số đứng trước số 1 là chỉ có số 0 thôi, nó nhỏ hơn số 1. Bây giờ thầy nhắc lại, trên trục số tự nhiên điểm B nằm sau điểm A chẳng hạn, đấy là điểm B chẳng hạn. Còn điểm A là số 2 chẳng hạn. Cái điểm B này gọi là nằm sau điểm A. Thì ta biết được số A nhỏ hơn số B. Hoặc ta có thể nói số B lớn hơn số A. Các em lưu ý có một cách nói nữa là điểm A này là đứng trước điểm B. Và chúng ta thấy là giữa số 1 và số 2 người ta gọi là giữa hai số tự nhiên liền nhau thì không có một số tự nhiên nào nữa cả. Chẳng hạn số 2 và số 3 là hai số tự nhiên liền nhau, thì giữa hai số này không có số tự nhiên nào cả. Đây là điều các em cần lưu ý. Hai số tự nhiên liền nhau thì giữa hai số này không có số tự nhiên nào hết. Các em để ý chữ liền nhau. Ví dụ như số 2 và số 4 là không liền nhau, thì giữa 2 và 4 vẫn có một số tự nhiên là số 3. Vậy thì những số tự nhiên liền nhau thì nó cách nhau chỉ một đơn vị thôi. Các em lưu ý điều đó. Thế thì bây giờ so sánh hai số nguyên thì chúng ta cũng có một cái khái niệm như vậy. Bây giờ chúng ta sang mục thứ hai là so sánh hai số nguyên. Hai số nguyên
cách so sánh cũng tương tự như hai số tự nhiên. Chẳng hạn như điểm 2 là điểm B, tức là B bằng 2. Điểm âm 3 là điểm A. Thế thì chúng ta thấy điểm B nằm bên phải của điểm A, hoặc điểm A nằm bên trái của điểm B. Thì khi đó ta nói điểm B này này, nó đứng sau điểm A. Mà nói với điểm A đối với điểm B thì ta nói điểm A nằm trước điểm B. Và khi đó chúng ta cũng có khái niệm như vậy. Nếu trên trục số nguyên, điểm B nằm sau điểm A, hoặc là điểm A nằm trước điểm B, thì ta cũng có mối quan hệ là số nguyên A nhỏ hơn số nguyên B, hay là số nguyên B lớn hơn số nguyên A. Bây giờ ý thứ nhất các em lưu ý thầy. Trên trục số nguyên, tức là trên trục số biểu diễn tất cả các số nguyên, điểm B nằm sau điểm A, thì ta nói số nguyên A nhỏ hơn số nguyên B. Viết như thế này các em. Hoặc ta có thể viết ngược lại, số nguyên B lớn hơn số nguyên A. Và giữa hai số nguyên liền nhau cũng không có một số nguyên nào cả. Ý thứ hai, giữa hai số nguyên liền nhau thế lấy chẳng hạn như số nguyên âm 3 và âm 2 là liền nhau, âm 2 và âm 1 là hai số nguyên âm liền nhau, số 0 và số 1 là hai số nguyên liền nhau, số 1 và số 2 là hai số nguyên liền nhau, thì giữa hai số nguyên liền nhau này không có một số nguyên nào cả. Giữa hai số nguyên liền nhau không có số nguyên nào cả. Như vậy là các em hiểu cách so sánh. Bây giờ các em hiểu này. Điểm B này thầy biểu diễn là những điểm thuộc về tập hợp các số nguyên dương, thì chắc chắn là nó nằm phía sau của điểm 0. Cho nên các số nguyên dương đều lớn hơn số 0. Đó là ý thứ nhất. Ý tiếp theo, các số nguyên dương lớn hơn số 0 Bây giờ thì nói đến các số nguyên âm, là các số âm 1, âm 2, âm 3 vân vân. Những số nguyên âm thì bao giờ cũng nhận số 0 làm số đứng sau nó. Cho nên số 0 lớn hơn
số nguyên âm. Tiếp tục là số 0. Lớn hơn số nguyên âm. Thì bây giờ thì hỏi các em, thế thì giữa hai số nguyên âm và số nguyên dương thì số nào lớn hơn? Lấy điểm 0 làm mốc, thì số nguyên âm nằm bên trái điểm 0, số nguyên dương nằm bên phải điểm 0, có nghĩa là số nguyên dương luôn luôn đứng sau số nguyên âm, cho nên số nguyên dương lớn hơn số nguyên âm. Số nguyên dương lớn hơn số nguyên âm. Như vậy chúng ta đã hiểu được mối quan hệ lớn bé giữa hai số nguyên. Người ta gọi đó là so sánh hai số nguyên. Việc so sánh hai số nguyên là các em phải tưởng tượng các điểm biểu diễn của số nguyên trên trục số để các em so sánh. Vì đây là hình ảnh dễ hiểu nhất mà các em cần phải hình dung ở trong đầu trước khi so sánh hai số nguyên. Bây giờ thầy sang cái mục thứ hai. Bây giờ thầy sang mục 2 nhỏ là giá trị tuyệt đối. Bây giờ thầy giới thiệu các em khái niệm về giá trị tuyệt đối như sau. Các em thấy trên trục số thì điểm 3 này nó cách điểm 0 này một khoảng cách bằng 3. Điểm âm 2 này nó cách điểm 0 này một khoảng bằng 2. Vậy thì số 3 này người ta gọi là giá trị tuyệt đối của số 3. Số 2 này người ta gọi là giá trị tuyệt đối của âm 2. Điểm 3 cách điểm 0 một khoảng bằng 3. Điểm 3 cách điểm 0 một khoảng bằng 3. Các em hiểu là 3 đơn vị. Thế thì khi đó người ta viết thế này các em này. Các em sổ cho thầy hai sổ. Hai sổ này đọc là giá trị tuyệt đối. Và các em ghi cái số 3 là cái điểm 3 này vào đây. Các em lưu ý rằng là cái hai sổ này phải cao hơn và thấp hơn số 3. Chứ đừng cao quá và đừng thấp quá. Thì kết quả nó bằng 3. Như vậy là giá trị tuyệt đối của 3 thì chính là bằng 3. Ta hiểu là giá trị tuyệt đối của số dương thì bằng chính nó. Giá trị tuyệt đối của số 3 thì bằng 3. Em đọc như vậy luôn. Bây giờ thầy nói sang số 2 này. Điểm âm 2 có khoảng cách đến điểm 0 bằng 2 đơn vị. Điểm âm 2 cách điểm 0 một khoảng bằng 2 đơn vị.
thì ta viết kỳ tuyệt đối của âm 2 bằng 2. Các em thấy số âm 2 và số 2 là hai số đối nhau, hay nói cách khác là giá trị tuyệt đối của một số âm là số đối của nó. Và chúng ta đọc là giá trị tuyệt đối của âm 2 bằng 2. Như vậy là qua hai ví dụ này các em sẽ thấy giá trị tuyệt đối của 3 hoặc giá trị tuyệt đối của âm 2 chính là khoảng cách từ điểm 3 đến điểm 0 hoặc từ điểm âm 2 đến điểm 0. Vậy thì từ đây chúng ta định nghĩa tổng quát như sau: giá trị tuyệt đối của một số nguyên thì bằng cái khoảng cách từ điểm đó đến điểm 0. Giá trị tuyệt đối của số nguyên A là khoảng cách từ điểm A đến điểm 0. Ở trên trục số. Bây giờ chúng ta dựa vào định nghĩa này để chúng ta xác định giá trị tuyệt đối của số âm và số dương qua ví dụ sau. Giá trị tuyệt đối của âm 4 bằng bao nhiêu? Giá trị tuyệt đối của âm 4 chính là khoảng cách từ điểm âm 4 đến số 0. Khoảng cách từ điểm âm 4 đến số 0 các em thấy nó bằng 4 đơn vị 1, 2, 3, 4. Giá trị tuyệt đối của số 5 bằng bao nhiêu? Giá trị tuyệt đối của số 5 là khoảng cách từ điểm 5 đến điểm 0 trên trục số. Điểm này là điểm 4, đến điểm này là điểm 5. Khoảng cách từ điểm 5 đến điểm 0 là 5 đơn vị, 1, 2, 3, 4, 5. Do đó, giá trị tuyệt đối của âm 5 bằng dương 5, tức là cũng bằng 5. Các em thấy này, giá trị tuyệt đối của số nguyên âm là số đối của nó, tức là vì âm 4 có số đối là 4, vậy ta nói giá trị tuyệt đối của số nguyên âm là số đối của nó. Giá trị tuyệt đối của số nguyên dương chính là chính nó. Thì bây giờ hỏi là giá trị tuyệt đối của không bằng bao nhiêu? Giá trị tuyệt đối của không là khoảng cách từ điểm không đến điểm không là bằng không. Giá trị tuyệt đối của số 0 bằng 0. Chúng ta lưu ý cho thầy. Điều thứ nhất, giá trị tuyệt đối của số nguyên âm
bằng số đội. Của số đo. Còn giá trị tuyệt đối của số nguyên dương là chính nó. Như vậy các em hiểu thế nào là giá trị tuyệt đối của một số? Thực chất là khoảng cách từ điểm biểu diễn điểm đó ở trên trục số đến điểm không. Bây giờ chúng ta sẽ vận dụng để chúng ta giải một số bài tập sau. Bây giờ thầy sang sửa bài tập của bài 20 trang 37, tính giá trị của các biểu thức. Các em thấy câu A, câu B, câu C, câu D là liên quan đến giá trị tuyệt đối. Thì bây giờ muốn thực hiện các phép tính về giá trị tuyệt đối thì trước hết các em phải dựa vào định nghĩa giá trị tuyệt đối để các em bỏ cái giá trị tuyệt đối. Thì người ta gọi là mở dấu giá trị tuyệt đối. Thì dựa vào định nghĩa để chúng ta sẽ tính các cái giá trị của các số ở trong dấu trị tuyệt đối. Trị tuyệt đối của âm 8 là số âm, cho nên nó bằng số đối của nó là dương 8 trừ giá trị tuyệt đối của âm 4 là số nguyên âm, cho nên nó bằng số đối là dương 4. Dương 4 thì các em viết là số 4. Thế thì 8 trừ 4 bằng 4. Chúng ta đưa về phép trừ hai số tự nhiên. Câu B, giá trị tuyệt đối của âm 7 thì chính là bằng 7. À, nhân với giá trị tuyệt đối của âm 3 là số đối của nó là số 3. Kết quả bằng 21. Giá trị tuyệt đối của dương 18 thì bằng 18. Chia cho giá trị tuyệt đối của âm 6 thì bằng dương 6. 18 chia cho 6 được 3. Giá trị tuyệt đối của 153 là bằng chính nó, 153 cộng với giá trị tuyệt đối của âm 53 là số đối của âm 53 tức là dương 53 bằng 206. Như vậy là các em phải hiểu được là muốn tính các biểu thức có chứa dấu trị tuyệt đối thì phải phá dấu trị tuyệt đối dựa vào định nghĩa là khoảng cách để chúng ta tính. Chẳng hạn như ví dụ này, nếu các em hình dung này, như em nhìn vào cái biểu thức D cuối cùng này này, thì lấy 153 trừ cho 53 còn lại 100, thì rõ ràng là sai. Sai chỗ nào? Sai là vì chưa mở dấu trị tuyệt đối, tức là chưa vận dụng định nghĩa giá trị tuyệt đối để phá nó. Bây giờ sang câu 21 là tìm số đối của mỗi số nguyên sau. Thầy viết theo hàng dọc thế này để chúng ta trình bày lại giải luôn. Số đối của số âm 4 thì là số dương 4 có số đối. Là dương 4 cũng được mà chúng ta viết 4 cũng được. Số 6 có số đối là số âm 6. Bài tập này chúng ta làm ở phần trước rồi. Bây giờ qua trị tuyệt đối. Muốn tìm số đối của số có chứa trị tuyệt đối thì các em phải tính nó ra đã. Trị tuyệt đối của âm 5 là số đối của âm 5, tức là dương 5. Vậy thì số 5 có số đối là số âm 5.
qua số trị tuyệt đối của 3, trị tuyệt đối của 3 bằng 3. Cho nên có số đối là âm 3. Bây giờ qua số 4, số 4 thì có số đối là số âm 4. Kết thúc. Bây giờ thầy sửa bài nâng cao. Câu nào đúng, câu nào sai? Nếu P là một số tự nhiên, tức là P bằng 0, bằng 1, bằng 2, bằng 3, bằng 4, vân vân. Q là số nguyên. Q là số nguyên, tức là Q có thể là 0, cộng trừ 1, cộng trừ 2, cộng trừ 3, cộng trừ 4, vân vân. Và nếu P lớn hơn Q, thì Q là số âm. Thì theo các em câu này đúng hay sai? Nếu đúng thì nó sẽ đúng trong mọi trường hợp. Còn nếu thầy chỉ ra một trường hợp sai thì nó sai. Các em để ý trên trục số một tí là các em hình dung được câu này đúng hay sai thôi. Số P lớn hơn số Q, trong đó P là một số tự nhiên, Q là một số nguyên, mà kết luận Q là một số âm thì chắc chắn là không đúng rồi. Vì sao như vậy? Vì chẳng hạn như số 5 sẽ lớn hơn số 1, nhưng số 1 không phải là số âm. Như vậy mệnh đề này sai. Như vậy chúng ta kết luận là sai. Là vì chẳng hạn như số 5 lớn hơn số 1, số 1 chính là số quý đấy các em. Nhưng mà quý là dương, mà trong câu này thì quy là âm, cho nên nó sai. Tiếp tục chúng ta sửa câu B. Nếu giá trị tuyệt đối của P bằng giá trị tuyệt đối của Q thì P bằng Q với PQ là các số nguyên. Để giải bài này thì trước hết các em phải nhận xét cho thầy một điều như sau. Thầy lấy một ví dụ như sau. Giá trị tuyệt đối của 4 cũng bằng 4 và giá trị tuyệt đối của âm 4 cũng bằng 4, nghĩa là hai số đối nhau thì có giá trị tuyệt đối bằng nhau. Vậy thì từ đây ta suy ra giá trị tuyệt đối của dương 4 hoặc âm 4 đều bằng 4. Một cách tổng quát là giá trị tuyệt đối của cộng trừ A sẽ bằng A, với A là số dương. Vậy thì trở lại ví dụ trên thì chúng ta chỉ cần chỉ ra một ví dụ sai thì mệnh đề trên sẽ sai. Thì dựa vào ví dụ và tổng quát của thầy thì các em sẽ thấy câu B sai. Vì sao sai? Vì giá trị tuyệt đối của âm 4 bằng 4 nhưng âm 4 lại khác 4, vậy thì mệnh đề B là mệnh đề sai. Đây là điều các em cần lưu ý. Mệnh đề đúng khi P bằng cộng trừ Q. Như vậy qua bài học này, thầy đã giúp các em hiểu thế nào là giá trị tuyệt đối của một số và biết vận dụng giá trị tuyệt đối để chúng ta vào giải các bài toán như thầy đã trình bày. Và chúng ta hiểu cách so sánh các số nguyên là so sánh vị trí của các số ở trên trục số, mà điều này thì các em đã biết được rồi. Do đó, qua bài này thì các em cần phải nắm vững hơn kiến thức này để chúng ta tiếp tục học bài sau. Như vậy bài học đã kết thúc. Các em nhớ đăng ký và bấm chuông để nhận được các video mới nhất của thầy. YouTube Lê Minh Đức GSP. Thầy cảm ơn các em đã theo dõi bài học này. Hẹn gặp lại các em trong các video tiếp theo. Chào tạm biệt các em.